cầu thủ người Nga Norik đã đưa cú đá phạt đền lên một đỉnh cao mới với màn xoay người lộn 360 độ trên không để đưa bóng về phía góc cao khung thành. Cầu thủ 22 tuổi đã trình diễn kỹ năng nhào lộn ấn tượng, thực hiện một pha chạy ngắn trước khi tung chân phải lên không để lấy đà, xoay lộn người 360 độ đầy ngoạn mục. Sau khi làm tung lưới đối phương, tiền vệ mang áo số 7 đã giang tay ra chạy quanh sân để ăn mừng cùng các đồng đội. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký để trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé! Những tình huống dở khóc dở cười được camera ghi lại. Trong cuộc sống, có những tình huống rõ ràng được ghi lại là những câu chuyện tương đối buồn. Nghe thì có vẻ xúc động thật đấy, nhưng mà xem rồi mới tỏ hỏa ra là buồn ở đây là buồn cười. Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha xử lý dở khóc dở cười đi vào lòng người của các vận động viên mà đã được camera ghi lại nhé. Khi những người đàn ông sỏ găng bước ra võ đài, họ sẽ trở thành những con người hoành tráng và nam tính bậc nhất thế giới. Nhưng đó là khi chính thức bước ra võ đài. Còn khi đang hộp báo thì ai tỏ ra hộp báo thì cứ việc. Còn riêng với tay đấm cơ bắp này, thờ mã đối thủ cái cho bỏ những ngày cố gồng để lạnh lùng và nam tính với thiên hạ. Trời nóng thế này mà ra biển thả mình vào những chiếc cano cùng làn sóng mát lành thì còn gì bằng. Nhưng mà khoáng đã, đúng là đang có một chiếc cano thật, nhưng mà biển đâu hết rồi. À, hóa ra anh chàng đã có mang đồ cano cực chất để biến nó thành phương tiện di chuyển trên cạn cực độc đáo của mình. Nếu như trong tất cả các bộ môn liên quan đến phẫu thuật đánh đấm, những cú knockout chính là đòn kết liễu cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho trận đấu và tìm ra người thắng cuộc. Tuy nhiên, trận đấu này thì lại là ngoại lệ. Nó khiến người xem bối rối, không chỉ đếm với số cú knockout đặc biệt khi con số lên tới 2 trong một trận, mà còn bởi trọng tài chẳng thể tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Khi hai anh chàng vận động viên cùng nhau trao cú đấm yêu thương rồi cùng ngã lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự. Luôn được biết đến như một huấn luyện viên có cá tính dị bậc nhất trong giới chỉ đạo bóng đá. Ngoài ra vị thuyền trưởng người Argent. Thế bây giờ chỉ muốn lái con xe để chạy về đích, mà số phận lại ban xuống cái nắp trước xe che hết cả màn hình theo dõi thế này, thì làm ăn gì nữa bây giờ? Ai thế mà chủ nhân của chiếc xe không tầm nhìn này vẫn tiếp tục lái tiếp, để rồi đưa thẳng xe đâm vào hàng rào chắn. Chỉ khổ chiếc xe chứ mấy ông điều khiển bên trong vẫn kịp cho nhau những nụ cười đầy thân thiện. Dẫu cũng có đâu đó sự tiếc nuối và hối hận. Một màn phóng xe mà mang theo biết bao nhiêu nhà cửa và ruộng vườn theo đúng nghĩa đen. Dù không làm chủ được tốc độ, chiếc xe đã phi thẳng vào vườn cây, rồi tặng luôn cho hộ dân cư đấy một vé trở về thời đồ đá, khi làm đổ luôn cả cây cột điện. Rất may là khi dây nổ, không có bất kỳ ai bị thương.
Nhưng mà thời đại này, phải sống trong những ánh nến mà không có internet, đang đốm, thì vết thương trong lòng người dân chắc hẳn sẽ sâu lắm. Hãy nhìn gương mặt háo hức của anh chàng chụp ảnh này, chắc hẳn đang rất trông đợi cô gái sẽ có một cú ném bóng đến đốt chiếc găng bóng chày anh đang đeo. Cơ mà khoan đã, ý anh ấy là ném bóng để người bắt là anh mà, liên quan gì tới chúng tôi mà cô lại đưa thẳng quả bóng đến với chúng tôi vậy? Chắc hẳn anh chàng chụp ảnh và chiếc máy ảnh tội nghiệp đang đồng thanh thốt lên chua xót như vậy, khi mà cô gái đã vô tình đưa trái bóng đến thẳng chỗ họ. Cặp đôi kia thì có fan cười vỡ bụng, còn chàng photographer thì dùng cụ kiếm cơm của anh thì dù gì cũng cười nhưng lệ chắc đang đổ trong tim. Golf là môn thể thao quý tộc, lý do là bởi khi đã cầm cây gậy và sải bước trên thảm cỏ, người chơi cảm giác như mình đang nỗi đau bị chia làm đôi. Vừa rồi là những tình huống dở khóc dở cười của các vận động viên thể thao đã được camera ghi lại. Không biết là sau khi xem lại, nhân vật chính có cảm thấy